Cá chép nha bà con, cá chép. Cá chép nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà có những người không ăn được cá chép nha bà con, chứ không phải cá chép tốt là ăn được hết. Đó là những người nha bà con, đó là những người có bệnh về gan, người đang mắc bệnh sỏi thận, bệnh về đường, tiểu, bệnh gút, bệnh gan, bệnh thận, bệnh xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá, dễ mẫn cảm. Đó là những người không ăn được cá chép, là người có bệnh về gan, người đang mắc bệnh sỏi thận, bệnh về đường tiêu hóa, đường tiểu, bệnh gút, gan, thận, bị xuất huyết, chảy máu, dị ứng cá, dễ mẫn cảm, nhưng mà bù lại nó tốt như này, đó là không được ăn. Còn người được ăn là nó tăng cường, tốt cho hệ tiêu hóa, nó bảo vệ tốt cho tiêu hóa, chậm, lão quá, đó, ngon lành không? Wow, còn tí mạch nữa, chống viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ các chức năng tiêu hóa, viêm đường hô hấp, tốt cho xương khớp, tốt cho răng, tốt cho giấc ngủ ngon, chống viêm, tốt cho mắt, tốt cho mắt, ăn một ngày không quá 70g, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày, giống như các loại cá khác. Đó là cá chép nha bà con. Chúc bà con ta ăn cá chép vui vẻ, mạnh khỏe.